Sau thành công ở World Cup 2018, Mbappe đã quyết định xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Anh đã chọn số áo chính thức cho mình là số 7, cũng sẽ thay luôn cách ăn mừng, không phải khoanh tay giống Văn Thanh nữa, mà là giơ hai ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình số 7. Nghi án là Mbappe đã bắt chước cách bắn súng của anh em chúng ta hồi còn bé để làm thương hiệu cho mình. Ibrahimovic vẫn giữ thói quen đi đến đâu bá đạo tới đó. Bây giờ thì đến lượt Los Angeles trở thành nơi để anh phô diễn tài năng của mình. Trong trận đấu mới gần đây, Ibra đã ghi cú hat-trick thần thánh để giúp cho Los Angeles Galaxy lội ngược dòng thắng 4-3. Như vậy là sau 17 trận đấu trong mùa giải này, anh đã ghi được 15 bàn. Tất nhiên cũng không thể thiếu hai thẻ vàng một thẻ đỏ. Cách cá tính của Ibrahimovic vẫn không thể lẫn đi đâu được. Đã bắt đầu có những tin chuyển nhượng của MU nói rằng họ muốn có sự phục vụ của Maguire, Alderweireld và William. Và ngay lập tức, đội đặc nhiệm chuyên Photoshop của MU đã cho ra lò những bức ảnh hết sức chân thực, cho thấy ba cầu thủ này đã khoác áo MU. Nó thật đến nỗi phải tinh mắt lắm. Phân tích bức ảnh thì ta mới biết đó là một sản phẩm của Photoshop. Real Madrid vẫn đang phân vân lựa chọn ai sẽ là người thế chỗ của Ronaldo trên hàng công. Mới đây Cavani đã được thêm vào tầm ngắm của kèn kèn trắng, cùng với sự góp mặt của Hazard, Harry Kane, Icardi và Lewan. Trong khi Real vẫn còn đang loay hoay mua cầu thủ, thì Barca đã sắm cho mình được một loạt tân binh. Đó là những Clement, Arthur hay Malcolm. Ở chiều ngược lại thì hàng loạt cầu thủ cũng bị cho đi như Paulinho, Iniesta, Delofield. Chứng tỏ ở mùa giải mới này, Barca sẽ có một sự thay đổi lớn để đem lại những thành công cho đội bóng. Trong những diễn biến chuyển nhượng ở Serie A, Bonucci nhiều khả năng sẽ quay trở lại Juventus, còn Higuain sẽ đến AC Milan theo chiều ngược lại. Sở dĩ Bonucci từng một mực đòi rời Juve, nhưng giờ đây lại muốn quay lại như vậy, cũng một phần do sự xuất hiện của Ronaldo. Quả thật là ai cũng muốn được chơi cùng anh 7 và giành Champions League mùa tới. Tất cả các cầu thủ ở Juve hiện tại cũng chẳng ai muốn rời sân bóng vào thời điểm này cả. Sức hút của Ronaldo đúng là quá lớn mà. Bản quyền truyền hình, vâng, lại là vấn đề bản quyền truyền hình khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải đứng ngồi không yên. Cụ thể là tại ASEAN sắp tới, nhà đài đã chào hàng Việt Nam với gói bản quyền giá cao hơn hẳn so với những kỳ ASEAN trước. Giá lần này lên đến cả chục triệu đô, nên VTV vẫn đang cân nhắc có nên mua bản quyền hay không. Và theo thông tin mới nhất thì VTV đã đàm phán thất bại trong thương vụ này. Nên nhớ là 4 năm trước, VTV cũng không mua bản quyền ASEAN vì đây là sân chơi mà người dân Việt Nam không quan tâm nhiều. Ngoài bóng đá ra thì vận động viên Việt Nam chỉ tham gia thêm vài bộ môn khác, nên việc phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua cả gói bản quyền thì nguy cơ lỗ sẽ là rất cao. Nên trong trường hợp này, ta lại phải trông chờ vào những nhà đài khác, trông chờ vào những đường kiến tạo như của Vingroup hay Viettel ở phút 89 để mong rằng ta sẽ được cổ vũ U23 trên sóng truyền hình. Hoặc ta, người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng có thể gửi thư cầu cứu đến các đại gia ở Hà Giang. Vâng, điểm còn mua được thì mấy cái bản quyền này nhăm nho gì? Chỉ cần đại gia Hà Giang ra tay là bản quyền cũng say như cám hết.